nếu mà cha mò được hay là lên nữa là cứu con không sống, mà gốc cuộc là cũng chết luôn, chứ có ấy đâu. Mò đò, mò lên rồi là mấy ông giác lên, mấy ông làm gì làm đó, rồi mà là, rồi cả tiếng hồ mấy ông không cho đâu cho gặp mặt ở dưới ghe không à, dưới ghe chỉ khóc thôi chứ đâu có làm gì đâu ấy. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Vĩnh Tre, huyện Châu Phú anh, huyện Châu Phú của tỉnh An Giang. Nhà mà cái anh ở trong những cái video clip trước Bùi Hồ có quay về hoàn cảnh của gia đình của anh Từ, có một cái đứa bé bị mà trong clip trước Bùi Hồ có quay. Và đây là Dương Như Quỳnh, bé mà Bùi Hồ bé mà bị chết đuối nước, mà sắp sửa đây Bùi Hồ cùng với lại Phong sẽ có một cái chuyến đi ra phần mộ của em, nơi mà em đã an nghỉ. Thôi cái đoạn đường đi cũng xa ha. Tới chưa anh? Mày trước đó hả? Bé mất cách đây là bao lâu rồi anh? 5 tuổi mà năm nay là nó 9 tuổi. À 4 năm rồi. Nãy có đẹp nhang không ta? Đổi cái đâu mình đâu ấy đâu khỏi nhang đấy. Đâu có nó hồi lần mấy ổng đâu có cho cúng tiếng gì. Ờ. Đó là đâu cho cúng. Ừ. Đây là nơi của ông bà của dòng họ mình ăn nghỉ rồi. Dạ. Đi đường bên đó đi. Đi đường nào anh? Đường này hả? Rồi lúc trước đó mình không có xây cái núm lên hả? Xây mấy ông cho, mấy bà người lớn đó không cho. Mà nói xây nhỏ tuổi cho nó nhỏ xây không cho. Mình cuốn cái núm rồi đỡ cuốn gọn gọn lên rồi. Cái mấy bà không cho. Anh có thể kể cho tụi em biết lại cái câu chuyện hồi xưa á, con gái của anh á mất như thế nào không? Ở dưới ghe đó rồi lên cầu cái đầu thì trên cầu trên hầm á phải không? Đi xuống té xuống chết luôn dưới cầu luôn. Chân đó luôn. Thì ở dưới ghe đi lên á rồi đi xuống thì lọt luôn chân đó luôn. Nhằm bên đó bên chỗ cái kho bệnh á. Và lúc đó thì khoảng bao lâu thì anh phát hiện là con mình cỡ một tiếng hồ tiếng máy gì đó rồi đầu mới phát hiện ấy, mới phát hiện lọt nước xuống gặp đôi dép của nó trôi lình phình phình xong với cái hộp kẹo á, ta tá quả lên là té nước rồi rồi đầu mới vòng vòng phóng xuống mò đi cơ mò anh mò ăn cắp rồi không có rồi đầu mới là mấy đi kiếm vòng nó hết cắp giữa chân lát cho mò lại xong nó dính cái cọng dây thức ăn cọng dây bao á cho dính như quấn lòng thòng vỗ tay nó treo lên vậy nè không rồi cỡ nửa tiếng hồ sau gần tiếng gì nó mò mới đụng mới có chắc không có cọng đó thì dây không có cọng đó trôi rồi thì trôi đi mất. Ừ. Nhờ trời xui khiến hay gì chứ mấy mà dính lại cọng dây đi không dính lại cọng dây là trôi nước tiêu rồi trôi đi kiếm xác rồi chứ đâu ấy đâu. Cái cảm xúc của anh khi mà anh đụng được bé lúc đó đụng rồi cái đầu là bắt đầu mấy ổng thì người ta xuống phóc xuống mò mấy tiếp đó hì đó rồi đụng cái đầu là mới giác lên thì lúc đó là trời không chứ không có ấy nữa để nó chết nó thì không được nào thấy sao không được sống chứ tại lâu quần nít té xuống đâu quá rồi ấy đâu được nào sống mấy ổng lên đem lên rồi không cho gặp mặt đâu cả tiếng hồ vậy đó rồi mấy sóc nước rồi ngồi dưới ghe chứ không cho lên bờ nữa mấy ổng giác lên bờ mấy ổng sóc nước nữa sóc biết bao lâu rồi mấy ổng dạch lỗ đất đó mấy ổng nói nhỏ chết rồi chết thì tự bển cỡ 4 giờ vậy rồi trở về bên đây là 6 giờ chiều cái đoạn đường mình đi khá xa
mà từ quốc lộ 91 mà vô đây thì 9 cây, mà đi đường sông thì nó còn lâu hơn nữa, 2 tiếng mấy. Đi xe đó, xe bên đây chở bên điện về bên đây là chở về bên đây cho chứ đi ghe chạy về từ bên bển không, chạy về đây 3 tiếng mấy đồng hồ á, ghe á, gần 4 tiếng hồ á. Lúc đó anh đi ghe hay đi xe? Ghe chạy về sau, rồi xe mấy ba bốc về cho nó kịp về nhà là lấy kịp về nhà đứng tối rồi đó. Rồi mấy ông chạy xe qua, mấy ông xe Honda có anh Bảy đúng không, đem về đây luôn. Mà anh mò dính bé hay là anh mò dính luôn á. Ừ. cả chục thằng mà mò không dính chăng chỗ đầu cậu luôn đó, mò giác lên luôn đa luôn đó. Anh có kể đến một cái tình tiết đó là khi mà mò dính bé thì không cho gặp người thân là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi nhìn một cái hậu môn thì tại sao nói là biết sống hay mất, còn hay mất? Mấy ông dạch, mấy ông biết chứ mình có biết đâu, thì mà đâu lúc đó chưa không có lên luôn nữa, lúc đó là mấy ông cấm không cho lên, mà tại mà mò được rồi là mấy ông giác lên luôn chứ là ở dưới ghe luôn chứ không cho không lên nữa. Vì sao lại cấm anh gạch bé? Tại mấy ông nói nếu mà cha mò được hay là lên nữa là cứu còn không sống, mà gấu cược là cũng chết luôn chứ có ấy đâu. Mò lên rồi là mấy ông giác lên, mấy ông làm gì làm đó, rồi mà rồi cả tiếng hồ vậy mấy ông không cho đâu cho gặp mặt, ở dưới ghe không à, dưới ghe chỉ khóc thôi chứ đâu có làm gì đâu ấy. Mấy ông chờ mà giấy hồi cả tiếng hồ mấy ông nói rồi chết rồi, mới chờ mấy điện vào bển, điện vào bên đây nè, mấy kêu hai xe qua chở về giùm gái giùm, rồi đem về nhà giùm, rồi mới chạy ghe về, vợ về trước, về xe trước rồi anh chạy ghe về sau. Và sau cái biến cố đó là anh bỏ nghề nghỉ một tháng mấy á, nghỉ gần 2 tháng chờ rồi mới đi Bình Dương. Đi Bình Dương làm đâu có đâu tháng mấy cho tháng rưỡi rồi đi Bình Dương á. Làm đâu tháng rưỡi rồi làm thấy không có dư rồi mấy bà kêu nước lớn đó, rồi bà kêu đảo và đặt lại đi vậy. Chứ đi Bình Dương mình ơi mày sao nuôi 3-4 đứa con. Người đồng mấy đảo giờ đặt lại đó tới giờ đó đấy, chứ nghỉ lúc đó là tính nghỉ lên bờ luôn đó, với hai ba đứa con, ba đứa con nhỏ nữa, rồi đi Bình Dương làm đâu có dư đâu ấy, có nên làm, vợ có làm đâu. Vợ làm được gì là lúc đó chắc bỏ nghề luôn rồi, đâu có làm đâu. Và khi mà anh quay trở lại sông nước á, anh bị ám ảnh không, nhớ đứa con không? Nhớ chứ, xong nhớ giờ cảnh mình nghèo mình ấy rồi, giờ mình khổ rồi, giờ đi làm chứ giờ sao giờ. Giờ là làm mình dương nhộn khó khăn nữa, không dư rồi. Đây là phần mộ của bé nè. Bé Quỳnh mất năm 5 tuổi. 5 tuổi. Anh của Quỳnh, cái cậu bé hôm trước mà đi với em là thằng Hào á. Hào á? Ừ. Thì lúc đó biết gì không? Lúc đó nó biết. Có nói gì? Hào biết, Hào nó biết chết mà. Nó biết. Nó tại nó còn ở dưới ghe mà nó thằng Hào thì nó biết lỗi rồi, con nhỏ này không biết lỗi. Hảo nó biết, lúc đó nó biết rồi. Nhỏ này 5 tuổi là Hảo như Hảo lớn nó 3 năm đó. Biết sao giờ thì ấy nó cũng khóc thôi chứ nó làm gì giờ. Cũng thương em. Nó thương lắm, nó thương con nhỏ này lắm. Rồi có cả 3-4 đứa con, 4 đứa con hay con nhỏ này nó hèn nhất. Không ấy, sanh nhỏ kia ra là nhỏ kia còn ăn hiếp nhỏ này nữa rồi ấy vậy. Tại lúc đó có nhỏ kia rồi. Rồi thôi thì cũng chiều tối rồi Phong. Mấy anh em mình cũng quay về. Ghé nhà anh coi thử nhà anh như thế nào nha. Ừ. Rồi.